theo nghiệp, vị ấy sẽ rơi vào một trong hai địa là thanh văn hoặc độc giác địa. Thiện hiện nên biết như chiếc thuyền bị thủng giữa biển cả mênh mông. Những người trong thuyền nếu không nắm được cây, đồ vật, phao nổi, tấm ván, thây chết vân vân làm chỗ nương tựa, biết chắc họ sẽ bị chết chìm, không qua đến bờ kia được. Nếu những người trong thuyền đó nắm được cây, đồ vật, phao nổi, tấm ván, thây chết vân vân làm chỗ nương tựa, nên biết những hạng người này không bao giờ bị chết chìm, được an ổn nơi biển cả, và đến bờ bên kia không bị tổn hại, hưởng các sự an vui. Các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát Thừa cũng như vậy, có người tuy đối với Đại Thừa có thành tựu chút ít sự kính tin, yêu thích, nhưng không tiếp nhận Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa làm chỗ nương tựa, nên biết hạng người đó lui mất giữa đường không thể chứng đắc trí nhất thiết trí, nghĩa là rơi vào thanh văn hay độc giác. Người nào đối với Đại Thừa mà có tin, có nhẫn, có thích, có muốn, có tinh tấn, có thắng giải, có không buông lung, có ý vui thủ thắng, có xả, có kính, có vui, có mừng, có tâm thanh tịnh, có đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không bỏ điều quy định hoàn hảo, và có thể tiếp nhận Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa làm chỗ nương tựa, nên biết những người này không bao giờ giữa đường đuôi sụt vào thanh văn hay độc giác, nhất định sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, mang lại lợi ích an vui cho tất cả mọi loài trong tương lai. Này thiện hiện, như có người nam hay người nữ mang chiếc bình đất sống đến sông suối giếng ao khe để lấy nước, nên biết chiếc bình này chẳng bao lâu sẽ bị tan rã. Vì sao? Vì chiếc bình này chưa nung chín, chẳng kham nổi sự đựng nước nên cuối cùng trở thành đất. Cũng vậy, này thiện hiện, có thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát Thừa, tuy đối với Đại Thừa có tin, có nhẫn, có thích, có muốn, có tinh tấn, có thắng giải, có không buông lung, có ý vui thủ thắng, có xả, có kính, có vui, có mừng, có tâm thanh tịnh, có đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không bỏ điều quy định hoàn hảo, nhưng không tiếp nhận phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết những kẻ đó sẽ lui mất giữa đường không thể chứng đắc trí nhất thiết trí, nghĩa là rơi vào thanh văn hay độc giác địa. Này thiện hiện, như có người nam hay người nữ mang chiếc bình đã nung chín đến sông suối giếng ao khe để lấy nước, nên biết chiếc bình này không bị tan rã. Vì sao? Vì chiếc bình này được nung chín tốt, kham nổi sự đựng nước rất bền chắc. Cũng vậy, này thiện hiện, có thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát Thừa, đối với Đại Thừa có tín, có nhẫn, nói rộng cho đến có đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không bỏ, và có thể tiếp nhận phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết những người này không bao giờ giữa đường lui sụt vào thanh văn hay độc giác địa, nhất định sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, mang lại lợi ích an vui cho tất cả mọi loài trong tương lai. Này thiện hiện, như có người buôn, không có trí khôn khéo, thuyền ở trên bờ chưa được sửa chữa chắc chắn, vừa kéo xuống nước cấp tốc ra đi, nên biết thuyền này giữa đường bị hư chìm, người thuyền của cải vật chất trôi đi khắp nơi. Người buôn này không có trí khôn khéo nên tán thân mất mạng và mất những của cải quý báu. Cũng vậy, này thiện hiện, có thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát Thừa, tuy đối với Đại Thừa có tín, có nhẫn, nói rộng cho đến có đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không bỏ quy định hoàn hảo, nhưng không tiếp nhận phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết những kẻ đó sẽ lui mất giữa đường, không thể chứng đắc trí nhất thiết trí, nghĩa là rơi vào thanh văn hay độc giác địa. Này thiện hiện, như có người buôn trí tuệ khéo léo, trước khi ra khơi sửa thuyền thật chắc chắn, rồi mới kéo xuống nước, biết không có lỗ thủng, sau đó đem đồ đạc của cải chất lên thuyền ra đi, nên biết thuyền này chắc chắn không bị hư chìm, người và đồ đạc được đến nơi an ổn. Cũng vậy, này thiện hiện, thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát Thừa, đối với Đại Thừa có tín, có nhẫn, nói rộng cho đến có đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không bỏ quy định hoàn hảo và có thể tiếp nhận phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết những người này giữa đường không bao giờ lui sụt vào thanh văn hay độc giác địa, nhất định sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi lạc cho tất cả hữu tình đến tận đời vị
lai. Vì sao? Vì nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, đối với đại thừa có tín có nhẫn, nói rộng cho đến có đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không bỏ quy định hoàn hảo và có thể tiếp nhận phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, suốt trong thời gian ấy không rơi vào thanh văn hay độc giác địa, nhất định sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thường làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Này thiện hiện, ví như có người 120 tuổi, già nua suy yếu, lại thêm nhiều bệnh, như bệnh phong, bệnh nhiệt, bệnh đàm, hoặc ba bệnh xen lẫn. Ý ông thế nào, người già bệnh này có thể từ giường ghế tự đứng dậy được không? Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Phật dạy, này thiện hiện, người này nếu đỡ cho đứng dậy cũng không có sức đi một dặm, hai dặm, ba dặm. Vì sao? Vì đã quá già và bệnh. Cũng vậy, này thiện hiện, có thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, giả sử đối với đại thừa có tín có nhẫn, nói rộng cho đến có đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không bỏ quy định hoàn hảo. Nếu không tiếp nhận phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết hạng người này không chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, bị lui sụt vào thanh văn hay độc giác địa. Vì sao? Vì xa lìa pháp phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa nên phải như vậy. Này thiện hiện, ví như có người 120 tuổi, già nua suy yếu, lại thêm nhiều bệnh, như bệnh phong, bệnh nhiệt, bệnh đàm, hoặc ba bệnh xen lẫn. Người già bệnh này muốn từ giường ghế đứng dậy đến chỗ khác nhưng không thể đứng được. Có hai người mạnh, mỗi người nâng một bên nách đỡ dần cho đứng lên và bảo người đó: đừng lo bị khó khăn, muốn đi đâu tùy ý, hai người chúng tôi không bao giờ bỏ ông, chắc chắn đưa đến an ổn, không có tổn hại. Cũng vậy, này thiện hiện, có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, nếu đối với đại thừa có tín có nhẫn, nói rộng cho đến có đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không bỏ quy định hoàn hảo và có thể tiếp nhận phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết những người này không bao giờ giữa đường bị lui sụt rơi vào thanh văn hay độc giác địa, nhất định chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu, độ thoát các hữu tình.